chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những con đường phố của thành phố Sóc Trăng trong tháng 4 mùa Covid. Hiện nay thì mình đang ở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh của thành phố Sóc Trăng. Mình chuẩn bị đi qua cầu cao của thành phố Sóc Trăng để mình đến đoạn đường những cái điểm bán ăn thức ăn nhanh của thành phố để chia sẻ những hình ảnh này cho các bạn trong mùa Covid. Hôm nay là trời vừa tạnh mưa các bạn, cho nên đường nó còn ướt hai bên lề đường. Đây là những cái chỗ bán thức ăn, thì các bạn nhìn bên tay phải của mình ngay góc đường này thì cũng có điểm này cũng có bán thức ăn như gà rán, cũng rất là đông khách những ngày này. Thì người ta mua về hạn chế ngồi lại. Đoạn đường này nó hơi gồ ghề là do người ta đang thi công những cái cống để đặt xuống giữa lòng đường các bạn, cho nên bị xe nó cuốc lên hơi khó chạy, đi nó hơi khó. Thì hôm nay thì những cái nhà kinh doanh mua bán thức ăn người ta vẫn còn đóng cửa các bạn, có một số ít người ta mở như bán thức ăn nhanh thì người ta còn mở các bạn, còn mấy chỗ khác thì người ta đóng cửa. Ở đây là con đường chính của thành phố Sóc Trăng các bạn. Ở đường này là một chiều, mình đi đường Hai Bà Trưng và về đường này là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, là đường một chiều của thành phố Sóc Trăng. Để đến cái đoạn đường này mình sẽ đi vào cái hướng này để mình giới thiệu cho các bạn chỗ thức ăn nhanh của thành phố Sóc Trăng, bán cũng rất đông khách. Là người ta bán ở đó là như là bánh mì, hamburger hay là bánh mì trứng cút, đủ loại luôn các bạn, với xôi. Thì khu chỗ đó thì người ta bán cũng rất đông khách và đắt. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng mình đi ở dưới này để đi lên chỗ đó để mình xem. Đây trước mặt mình thì người ta cũng bán bún gỏi già, nơi đây cũng có tiếng của thành phố Sóc Trăng nha các bạn. Bây giờ người ta cũng đóng cửa luôn. Hôm nay mình sẽ đi những cái điểm mà người ta bán những cái món ăn mà đông khách, thì mình đi giới thiệu cho các bạn xem trong mùa tháng 4 này như thế nào. Mình thấy hầu như mấy điểm này người ta bị đóng cửa, ngừng hoạt động trong thời gian có lệnh giãn cách đi toàn xã hội ở thành phố Sóc Trăng, như trong cả nước luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đèo cái đường này là đường Cách Mạng tháng 8 nha các bạn. Mình sẽ đi thẳng xuống chỗ đường bánh mì Đức Phát. Thì mình vừa nói là mình để giới thiệu cho các bạn chỗ thức ăn nhanh ở đây. Đây các bạn nhìn thấy bà con đến đây mua cũng giờ này rất đông rồi các bạn. Người ta đậu xe để đợi lấy đồ. Rất là nhiều khách đến mua ở nơi đây. Sóc Trăng trong những ngày này thì điểm mua bán những cái thức ăn thì rất ít các bạn, do người ta nghỉ hạn chế hết trơn các bạn, cho nên những cái điểm còn chỗ này còn thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem.
Đây thì mình đang quan sát thì mình thấy lượng khách lại mua thức ăn nhanh cũng rất nhiều các bạn. Các bạn nhìn thấy cái lượng khách ở này đứng đợi mua mang về. Đây là cái bánh mì Đức Phát của thành phố Sóc Trăng các bạn. Bánh mì này bán cũng đắt, ngày thường cũng đông khách. Thì ở nơi đây của thành phố Sóc Trăng thì cơn mưa vừa gớt vừa xong các bạn, thì ở đây mình đi dạo một vòng để xem. Các bạn nhìn thấy hiện giờ thì khách đang đứng đợi ở nơi đây cũng rất là đông các bạn. Nếu con đường cách là này mình chạy thẳng là mình đi ra đường Hai Bà Trưng trở lại các bạn, của thành phố Sóc Trăng. Bây giờ mình sẽ quẹo bên tay phải để mình, đường này là đường Đinh Tiên Hoàng các bạn. Các bạn nhìn thấy chỗ này thì người ta bán bún xào.
Và bây giờ mình sẽ đi ra chỗ công viên 30 tháng 4 của thành phố Sóc Trăng các bạn. Đây, khu vực này là cái bồn binh của thành phố Sóc Trăng hiện nay các bạn. Hôm nay thì trời vừa mưa xong, không khí ở đây rất mát mẻ các bạn. Rồi, sông nước miền Tây xin mến chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn một ngày mới vui khỏe, sức khỏe dạng đầy và hạnh phúc bên gia đình. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Cảm ơn các bạn rất nhiều.